Chào mừng các anh các chị các bác đã trở lại với kênh mua bán ô tô hiền kim Luxury Hải Dương Hôm nay em về thêm một chiếc xe siêu phẩm, đẳng cấp, một chiếc xe phân khúc hạng D xin sò Toyota Camry, bản 2.5Q, sản xuất 2019, đăng ký 2020 Xe nhập khẩu nguyên chiếc mới đi có 2,8 vạn thôi, chất xe thì miễn bản luôn ạ các bác anh các chị có thể tham khảo xe tại showroom 166 đường Trường Trinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương hoặc liên lạc cho bên em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Nhớ nút đăng ký theo dõi kênh của bên em để có thể cập nhật nhiều mẫu xe hơn nữa. Và bây giờ em sẽ quay vòng quanh chi tiết về ngoại thất nội thất, máy móc và thiết kế về xe để các bác anh các chị có thể tham khảo, quan tâm và để theo dõi được kỹ hơn. Đây là một phiên bản phân khúc hạng D xịn sò đẳng cấp, rất là nhiều các tính năng option hiện đại như là ghế điện, cả ghế lái và ghế phụ, đèn bi nông, phanh điện tử, chế độ auto hau, rất rất là nhiều các tính năng hiện đại khác. Đây mọi người có thể nhìn luôn giúp em ở phần trước ạ. Vần thân của xe rất là dài. Xi nhan tích hợp trên gương đầy đủ La răng 19 La răng 19 inch Lốp còn nguyên bản theo xe Dàn lốp mới luôn ạ Hệ thống đèn bi-xenon này Viền led xung quanh này Đấy, Hệ thống đèn gầm này Mặt nạ form mới ở phía trước Rất là sang trọng luôn chiếc xe này thực sự rất là dài nếu mà để ở phía ngoài thì anh chị có thể nhìn thấy một chiếc xe rất là trường và rất là dài xe em sẽ quay qua nội thất để anh chị có thể tham khảo và nhìn rõ hơn về phần chi tiết của xe chiếc xe trang bị đề nổ thông minh tổ hợp phím tích hợp trên vô lăng rồi chế độ phanh tay điện tử chế độ auto hao Động cơ 2.5 Eco Siêu tiết kiệm nhiên liệu Các chế độ lái như là thể thao Rồi thông thường có 3 chế độ lái Xe thì có ghế chỉnh điện này Ghế điều khiển ở phía sau này Có cửa sổ trời Rất 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 là nhiều Các tính năng hiện đại khác Mà chiếc xe Camry 2.5Q này trang bị Nội thất ghế da màu kem nguyên bản ở phía sau thì có cửa gió điều hòa phía sau độc lập nhé, cái phần này là điều hòa phía sau độc lập này, thảm sàn 3D đầy đủ, khoang ngồi thì rất là rộng rãi, dòng Camry này ngồi phía sau thì cực kỳ rộng luôn, thiết kế cũng rất là đẹp, Đấy, mọi người có thể xem luôn giúp em về phần nội thất. 2019 thì nó sẽ có bản đầu nội thất đen và bản cuối này là nội thất kem đấy hộp tì tay đều có hộp đựng cốc này đấy, hai cái điều khiển điều hòa này điều khiển ghế phía trước này ngả ghế này phía sau thì có rèm che nắng Đây, dòng cam ri này thì có rèm che nắng ở phía sau Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này thì nó cũng khá là phù hợp bởi vì bản 2.5Q nhưng mà ăn xăng thì cũng không quá nhiều. Cốp thì đồ kích lốp đầy đủ, lốp còn nguyên bản theo xe, lốp sơ cua thì còn chưa một lần sử dụng. Đấy, khoang cốp phía sau rất là rộng rãi luôn bởi vì thức chiếc xe này cực kỳ rộng luôn ạ. Mình có thể theo dõi luôn giúp em Hiền Kim động cơ 2.5 eco nhưng mà mức tiêu thụ nhiên liệu của nó tầm từ 6 đến 7 lít rưỡi trên 100 cây Đấy, theo quy chuẩn của nhà máy rồi chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa về nội thất và em đây các bác có thể xem luôn giúp em này Đấy. xe ghế lái chỉnh điện ghế phụ chỉnh điện nhá cốp điện tử này Đấy, xe mới chạy có cốp điện tử này cân bằng điện tử này Đấy. Xe mới đi có chưa đến 3.000 cây Chưa đến 30.000 cây Chuẩn trên km hiện tại của nó là 28.000 cây gọi là 2,8 vạn Và Em sẽ quay qua khoa khoang động cơ Và Em sẽ quay qua khoa khoang động cơ để mọi người có thể nhìn thấy luôn Chiếc xe này là bản 2.5Q động cơ 2.5 Xe thì bên em cam kết là máy zin số zin Xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị thủy kích, không bị bổ máy Các anh các chị các bác có thể mang ra hãng test kiểm tra Lỗi bên em hoàn tiền 100% và chi phí đi lại anh chị trên bên em sẽ chi trả 100% và chiếc xe này thì còn bảo hành ở hãng nhé. Chiếc Camry này 2019 đăng ký 2020 thì còn bảo hành ở hãng. Full lịch sử hãng cho anh chị các bác nếu cần. Em xin đọc lại thông tin của chiếc xe Toyota Camry Phân khúc xe hạng D bản 2.5Q Sản xuất 2019 đăng ký 2020 biển 90 Hà Nam Chạy 2,8 vạn và em đang chào bán là 1 tỷ 120 triệu Các bác canh các chị quan tâm yêu thích chiếc xe này Có thể đến trực tiếp showroom bên em để xem xe, test xe và trải nghiệm về xe Hoặc có thể gọi cho em qua số hotline 0978 607 555